Dạ em xin chào các bác đã ghé tới kênh Giày Xi Sài Gòn ạ. Shop em tại địa chỉ 532 Phạm Văn Đồng, phường 13 và quận Bình Thạnh ạ. Hôm nay em lên rất là nhiều mẫu giày tây và giày lười, rồi giày sneaker cao cổ cho các bác mang đi làm và đi chơi nha các bác. Mẫu đầu tiên em lên cho các bác đó là một em giày tây màu nâu đỏ, thuộc dạng màu nó loang loang nha các bác. Màu nâu đỏ mà nó hơi loang loang pha nè. Size chuẩn của em nó là size 43 nha các bác. Dáng nở bi hoa văn, form dáng rất là đẹp, mũi cái nó mũi hơi nhọn nhọn nha các bác. Đây ạ, màu là màu đỏ nha các bác, nâu đỏ mà dạng nâu loang các bác. Đó, màu này rất là đẹp luôn. Đó, thiết kế từng đường kim mũi chỉ rất là đẹp. Cái chỗ này nó phối chữ ký này, nó dập chữ ký này các bác. Đó, đế của em nó còn rất là mới nha các bác. Đó, form dáng rất là đẹp luôn. Đế này đã khâu này chắc chắn nha các bác. Đó, mặt da quá đẹp luôn nha các bác. Màu nâu đỏ nha các bác, màu nâu đỏ. Đế của em nó thiết kế đế 3 phân nha các bác. Đó, đế 3 phân ạ. Đó, form dáng rất là đẹp nha các bác. Mặt da này là khá là ok luôn. Đó, màu nâu đỏ nha các bác, màu nâu đỏ, đỏ loang nha các bác. Đây ạ, ánh đỏ loang nha. Lòng trong của em nó là phun da toàn bộ nha các bác. Đó, size chuẩn của em nó là size 43. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã 32, mã 32 size 43, giá 550k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin lên Zalo cho em nha. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày tây, một em giày tây màu nâu đỏ. Size chuẩn của em nó là size 39 nha các bác. Size 39 màu nâu đỏ. Size 39 nâu đỏ nha các bác. Nâu đỏ size 39. Đó, form dáng rất là đẹp nha các bác. Đó, size chuẩn em nó là size 39 màu nâu đỏ. Size 39 ạ. Đó, mặt da em nó khá là đẹp nha các bác. Từng đường kim mũi chỉ rất là chắc chắn luôn. Đó, thiết kế đờ bi độc lỗ này các bác. Đế của em nó đế da nha các bác. Đế da đã có chống trơn. Đế da đã có chống trơn. Size chuẩn của em nó chỉ 39 thôi nha các bác. Lòng trong phun da dập hiệu này các bác. Đó, make in Italy nha các bác. Đế da đã có chống trơn của Italy. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã 29. Mã 29 size 39, giá 550k. Mã 29 size 39, giá 550k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nha. Tiếp tục em lên cho các bác một em Regal. Một em Regal màu nâu đậm nha các bác. Màu nâu đậm ạ. Size chuẩn của em đó là size 39.5. Một em Regal màu nâu đậm nha các bác. Màu nâu đậm ạ. Màu nâu đậm này các bác. Đó, nâu đậm nè. Đó, màu nâu đậm nha. Đế của em nó đế Regal này các bác. Đó, đã khâu rất là chắc chắn luôn. Size chuẩn của em nó là size 39.5. Thương hiệu Regal đến từ Nhật Bản nha các bác. Đó, form dáng và đế của nó rất là đẹp. Đế cao 3 phân nha các bác. Đế cao 3 phân ạ. Form dáng rất là đẹp luôn. Mặt da em này khá là ok nha các bác. Đế em này còn rất là mới nè các bác. Đó, size chuẩn của em nó là size 39.5 nha các bác. Size 39.5. Thương hiệu Regal đến từ Nhật Bản nha các bác. Đó, các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã 26. Mã 26 size 39.5, giá 550k. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày lười. Một em giày lười loafer màu vàng bò nha các bác. Màu vàng bò ạ. Size chuẩn của em nó là size 40.5 nha các bác. 255cm ạ. Size 40.5. Đó, mặt da em này khá đẹp nha các bác. Đó, size chuẩn của em nó là size 30, size 40.5 nha các bác. Size 40.5 ạ. Đế của em nó là cao 3 phân nha các bác. Size 40.5 ạ. Đây ạ, mặt da của em này khá là láng mịn luôn nha các bác. Đó, form dáng rất là đẹp luôn. Đế của em nó còn rất là mới nè các bác. Đó, form dáng rất là đẹp, đế còn rất là ok luôn nha các bác. Mặt da em này khá ok ạ. Đó, size chuẩn của em nó là size 40.5 nha các bác. Size 40.5 ạ. Lòng trong của em nó là phun da toàn bộ này các bác. Đó, các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã 21. Mã 21 size 40.5, giá 500k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin lên Zalo cho em nha. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày form này là mình lên quần kaki, quần jean nha các bác. Đó, một em giày là lên quần jean, quần kaki ạ. Đó, mặt da em này khá là đẹp nha các bác. Size chuẩn của em nó là size 39.5. Đế xốp nha các bác. Đó, màu màu đen phối với nâu đỏ nha các bác. Đó, đế của em nó đế xốp cho nên mà mang rất là nhẹ về em chân luôn nha.
size chuẩn 39.5 nha các bác. 39.5 ạ. Để em nói đến shop này các bác, cho nên mà mang rất là nhẹ về em chân luôn. Size chuẩn của em nó là size 39.5 ạ. Màu nâu phối màu đỏ này các bác. Đó, lòng trong phun da toàn bộ nha các bác. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã 23. Mã 23 size 39.5, giá 500k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin lên Zalo số điện thoại trên này cho em nha. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày lười ạ. Một em giày lười, giày mọi nha các bác. Em này rất là đẹp luôn ạ. Thiết kế của em nó là da bò hạt. Da bò hạt, cái tên này là các bác mang không bao giờ lo reset nha. Form này rất là đẹp luôn này. Da bò hạt dòng này mang rất là bền luôn. Size chuẩn của em nó là size 41, giày mọi nha các bác. Size 41 ạ. Da bò hạt ạ. Da bò hạt là thuộc dạng da khá là dày dặn và rất là bền nha các bác. Đế của em nó đế bằng nha các bác. Đế bằng ạ. Giày mọi đế bằng ạ. Da bò hạt này các bác. Trời ơi. Quá ok luôn nha các bác. Đế em nó này. Đế em này là bao cài luôn. Mình có thể lên quần tây, quần jean, quần sọc, quần kaki mang cái mẫu giày mọi này rất ok nha các bác. Size chuẩn của em nó là size 41 ạ. Size 41 ạ. Lòng trong phun da toàn bộ nha các bác. Đó. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã 27. Mã 27 size 41 giá 500k. Mã 27 size 41 giá 500k. Tiếp tục em lên cho các bác, đó là một em Regal. Tiếp theo một em Regal size 40 ạ. Một em Regal màu nâu đậm, size 40 nha các bác. Size 40 màu nâu đậm ạ. Ôi, mặt da đẹp lắm nha các bác. Độ mới em này còn khá là cao luôn. Đó, thương hiệu Regal đến từ Nhật Bản nha các bác. Em này còn rất là mới nha. Size chuẩn kem nó là size 40 nha các bác. Size 40 màu nâu đậm ạ. Màu nâu đậm nha các bác. Nè, mặt da em này khá đẹp luôn. Màu nâu đậm nha các bác. Nâu đậm ạ. Đế em này còn rất là mới nè các bác. Đó, mấy dòng đế Regal này thì con nào nó cũng khâu chắc chắn này luôn nè. Đó, cho nên mà mình mang thoải mái luôn. Không vấn đề lỗi lầm gì nha. Đi nước thoải mái vô tư nha các bác. Đó. Các bác nào quan tâm mẫu này inbox giùm em, đó là mã 25 size 40 ạ. Mã 25 size 40 giá 600k. Lòng trong phun da dập hiệu toàn bộ này các bác, đó Regal ạ. Đó. Các bác nào quan tâm mẫu này inbox giùm em, đó là mã 25 size 40 giá 600k. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày hiệu Golden Hand ạ. Đó, một em giày hiệu Golden Hand. Đó, form dáng rất đẹp luôn nha các bác. Ôi da cái này thì dày lắm luôn. Đó, thương hiệu Golden Hand màu màu xanh đen nha các bác. Màu xanh đen. Thương hiệu Golden Hand. Nó có hai thương hiệu này liên kết với nhau này, đó là dòng Golden Hand và dòng Nike. Nike là dòng thể thao. Cái chỗ này nó thiết kế dòng Nike, đó là cái dòng đế này là mình mang rất là êm này. Nó có sợi sự đàn hồi cho nên mà mình mang rất là êm chân luôn nha. Các bác đi làm đi chơi cái dòng này thì là quá là êm luôn, tại vì cái lòng da của nó dày lắm nha các bác. Lòng da của nó ra phun da đẹp lắm luôn. Đây các bác, da này dày lắm luôn đó nha. Đó, dập hiệu Golden Hand bên trong này. Đó. Đó, có cốt có đồ đàng hoàng luôn nha các bác. Đó, form dáng rất là đẹp luôn nha. Đó, giày hiệu Golden Hand liên kết với lại Nike này các bác. Đó. Các bác nào quan tâm mẫu này inbox giùm em, đó là mã 36 size 42 đến 42.5. Giá 650k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin lên Zalo cho em nha. Tiếp tục một em giày tây màu nâu đỏ nha các bác. Một em màu nâu đỏ size 40 ạ. Dáng derby hoa văn rất là đẹp này các bác. Đó, form dáng rất là đẹp luôn. Rất là thon gọn luôn nha. Bác nào mà nhỏ nhỏ thì mang cái này thì nhìn nó gọn người nha. Đó. Size chuẩn của em nó là size 40 ạ. Đó, size 40 nha các bác. Đó, form dáng đẹp lắm luôn, mặt da em khá là ok luôn. Màu nâu đỏ nha các bác, nâu đỏ ạ. Đó, form dáng rất là đẹp nha. Đó, mới em này khá là cao luôn. Đế con nói là các bác. Đó, đế em nó còn rất là mới. Form dáng rất là đẹp luôn nha các bác. Đó. Màu nâu đỏ nha các bác. Size chuẩn của em nó là size 40 ạ. Size 40 nha các bác. Thương hiệu Soda đến từ Hàn Quốc nha các bác. Lòng trong phun da dập hiệu này các bác. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã 31 ạ. Mã 31 màu nâu đỏ size 40 giá 500k. Tiếp tục em lên cho các bác một em DR. Một em Doctor nha các bác. Một em Doctor.
Doctor size 41 đến 41.5 là mang rất là ok, thoải mái hơn nha. 41 đến 41.5 thôi nha các bác. 42 thì nó hơi ôm chân. Đấy, bác nào chân 41 đến 41.5 thì mang em này thì quá ok luôn. Dòng này mình lên quần jean, quần kaki đều rất là ok luôn nha các bác. Đó, dòng Doctor cầm rất là chắc tay luôn nha các bác. Da nó, tại vì dòng Doctor là da nó dày lắm á. Đó, màu xanh đen nha các bác, màu xanh đen ạ. À. Màu xanh đen ạ. À. Doctor màu xanh đen nha. Đó, mặt da em này khá đẹp luôn nha các bác. Để em này. Đó, Doctor là có dấu cộng nè các bác, dấu cộng nè. Đó, màu xanh đen ạ. À. Đây ạ, à, form dáng rất đẹp luôn nha các bác. Doctor màu xanh đen. Lòng trong của em nó là phun da toàn bộ nha các bác. Đó. Phun da toàn bộ ạ. À. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã 28. Mã 28 Doctor size 41 đến 41.5. Giá 650k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin lên Zalo cho em nha. Tiếp tục em đang các bác một em giày tây màu vàng bò. Một em giày tây màu vàng bò nha các bác. Ờ, da em này khá là mềm luôn, cho nên mà chân 41 hay 41.5 đều mang ok nha các bác. Da em này mềm lắm ạ. Đó, form dáng rất là đẹp luôn nha các bác. Đây, size chuẩn em nói 41 đến 41.5 mang ok nha các bác. Đó, mặt da em này khá là ok luôn nè các bác. Màu vàng bò ạ. Size 41 đến 41.5 nha các bác. 41 đến 41.5 ạ. Đó, mặt da em này khá là đẹp luôn. Đó, từng được kim mũi xỉ rất là chắc chắn nha. Đó. Đế của em nói là đế cao su nè, đã khâu rất là chắc chắn nha các bác. Size chuẩn nó là 41 đến 41.5 nha các bác. 41 đến 41.5 ạ. Lòng trong phun da toàn bộ nha các bác. Đây ạ. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã 22. Mã 22 size 41.5, giá 500k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là chụp màn hình gửi qua Zalo cho em nha. Tiếp tục em đem cho các bác một em giày tây màu vàng bò. Size chuẩn của em nó là size 40.5 nha các bác. Form này form thon gọn này các bác. Dáng thon thon này. Đó. Bác nào ốm ốm nhỏ nhỏ mang cái mấy em này thì rất là gọn chân luôn. Size chuẩn của em nó là size 41.5 nha các bác. Mũi hơi hơi nhọn nha các bác. Đó. Size chuẩn của em nó là size 41.5. À size 40.5 nha các bác. Size 40.5 ạ. Đó. Đế em nó là đế cao 3 phân nha các bác. Size 40.5. 40.5 màu vàng bò nha các bác. Màu vàng bò ạ. Vàng bò. Đó, đế em nó này các bác, đế em nó còn rất là đẹp luôn. Đó. Size chuẩn em nó là size 40.5 màu vàng bò. Tương đương với 255 cm nha các bác. Lòng trong phun da dập hiệu toàn bộ này các bác. Đó. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã 02 size 40.5, giá 500k. Tiếp tục một em giày lười. Em này thuộc dạng da bóng nha các bác. Giày lười da bóng ạ. Da này thì mình vệ sinh bằng cách mình chỉ cần lau thôi, mình không cần lên xi nha các bác. Mình lau thôi nó đã bóng rồi ạ. Size chuẩn kem nó là size 42 da bóng nha các bác. Đó, mặt da đẹp lắm luôn nha các bác. Đó, form dáng rất là đẹp luôn. Size chuẩn em nó là size 42 da bóng nha các bác. Da bóng mình vệ sinh nó dễ hơn. Để em nó cao 3 phân nha các bác. Đó. Mặt da em nó là da bóng này các bác. Đó, da bóng nha. Để em nó đây các bác, đã khâu rất là chắc chắn luôn. Đó, size chuẩn kem nó là size 42 nha các bác. Size 42 ạ, 41.5 đến 42 là mang ok nha các bác. Đó, lòng trong phun da toàn bộ này các bác. Đó. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã 20, size 41.5 đến 42 là mang ok nha. Giá 500k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin lên Zalo cho em nha. Tiếp tục lên cho các bác một em giày hiệu này các bác. Một em giày hiệu. Ôi ôi, đẹp lắm luôn nha các bác. Đó, một em giày hiệu nè. Size chuẩn của em nó là size 43 nha các bác. Size 43. 43 đến 43.5 mang ok nha các bác. Đó. Thương hiệu Louboutin. Trời ơi, mặc in Italy, dòng này mua mới khá là mắc nha các bác. Đó, một thương hiệu nổi tiếng nè, của Louboutin này. Đó, form dáng đẹp lắm luôn nha các bác. Đó, Louboutin. Louboutin size 43 đến 43.5 nha các bác.
đó, mặt của lòng ga này dập hiệu này, Louboutin Paris của Pháp này đó. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã 39 size 43/43.5, giá 1,3 triệu nha các bác. Tại vì dòng Louboutin này mới có nó tầm 10 mấy 20 triệu luôn cơ đó, dòng xi như này là quá rẻ rồi các bác ơi. Đó, các bác nào quan tâm mẫu này inbox dùm em, đó là mã 39 size 43/43.5 mang ok nha các bác, giá 1,3 triệu. Các bác nào quan tâm mẫu này inbox dùm em hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nha. Tiếp theo em này cho các bác một em giày lười, một em giày lười màu nâu mận nha các bác, màu nâu mận, màu nâu mận nha các bác. Đó, màu em này đẹp lắm luôn. Đó, màu em nó này, màu em nó đẹp lắm luôn nha các bác. Đó, màu nâu đậm, nâu đỏ rồi các bác. Đế của em nó còn rất là mới nè, đế cao 3,5 phân nha các bác, màu nâu đỏ ạ. Đó, mặt size đẹp lắm luôn nha các bác, từng đường kim mũi chỉ rất là chắc chắn luôn. Ôi, form dáng này rất ok luôn nè, form này đẹp, cái màu này cũng đẹp lắm. Thương hiệu cung Camium này, nó dòng một thương hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc nha các bác. Đó, các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã 1, à, mã 33, mã 33 size 40 giá 500k, mã 33 size 40 giá 500k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nha. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày cao cổ ạ. Em này là size to nha, size khủng nha các bác. Đó, size khủng ạ. Bác nào mà chân 44 nha các bác, chân 44 mang em này là đi làm đi chơi thì rất là chắc chắn luôn nè các bác. Đó, dạng có khóa bên hông này, mình kéo lên kéo xuống mở mình khóa thôi. Đó, size 44 ạ. Đó, size 44 nha các bác, size 44 đế cao 3 phân nè các bác, size 44 ạ. Có khóa bên hông hai bên luôn nha các bác. Đây ạ, hai bên đều có khóa cả. Đó, khóa bên hông mình mang mình chỉ cần mở khóa thôi, không phải mở dây nha các bác. Đó, form dáng rất là đẹp luôn. Size chuẩn kem nó là size 44 nha các bác, size 44 ạ. Bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã 34 size 44 giá 600k, mã 34 size 44 giá 600k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nha. Đây ạ, trời ơi đế nó đẹp lắm bác. Đó, size chuẩn kem nó là size 44 nha các bác. Các bác nào quan tâm mẫu này inbox dùm em, đó là mã 34 size 44 giá 600k nha. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày slip-on, một em giày lười slip-on, mặt da của em nó là da lộn nha các bác, da lộn ạ. Đó, da lộn dập dập hiệu nha các bác, dập chữ dập vân đó. Đó, thiết kế của em nó là da lộn nha các bác, dòng da lộn thì mình chỉ cần giặt nước thôi, mình không cần vệ sinh nhiều nha các bác. Đó, đế của em nó đế bằng mà. Đó, dòng này lên còn sọt còn rin thì mang rất là ok nha các bác. Đó, thiết kế của em nó là da mài nha các bác, da mài, size chuẩn em nó là size 42 nha các bác. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã 35 size 42 giá 500k, lòng trong phun da toàn bộ này các bác. Đó, các bác nào quan tâm mẫu này inbox dùm em, đó là mã 35 size 42 giá 500k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nha. Đó, tiếp tục một em giày tây, một em giày tây thuộc dạng da đan nha các bác, da đan đục lỗ, da bò đục lỗ nha các bác. Đó, đục lỗ rất là thoáng này các bác, da bò đục lỗ nha, rất là thoáng luôn. Màu em nó là màu nâu đậm nha các bác, màu nâu đậm size 40.5 đến 41 nha, màu nâu đậm ạ. Đó, mặt da đẹp lắm luôn nha các bác, màu nâu đậm mà đục lỗ này rất là thoáng này các bác. Đó, rất là thoáng chân luôn, size chuẩn em nó là 40.5 đến 41 nha các bác. Đó, mặt da em này khá đẹp luôn này các bác. Đó, mặt da da đục lỗ mang rất là thoáng chân nha các bác. Đế của em nó này các bác còn rất là mới luôn. Đó, form dáng rất là đẹp, đồ mới em này còn khá là cao mà dần lòng trong phun da dập hiệu này các bác. Đó, các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã 30 size 40.5 đến 41 ạ, giá 500k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo cho các em nha. Hoặc là các bác nào mà dễ hơn chút xíu nữa, đó là chụp nguyên đôi giày và mã của đôi giày gửi qua số điện thoại trên Zalo này cho em để em kiểm tra đơn xem cái mã này còn hay không để em chốt cho các bác thì nó dễ dàng hơn nha. Em xin chào các bác nhé, em hẹn các bác vào live tiếp theo nha.